Chào chú ạ. Cháu được biết đến là chú ngoài những vai diễn thì mình từng có thời gian phục vụ trong quân ngũ, làm ở Tổng cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị. Sau đấy thì chuyển sang học đạo diễn sân khấu, đạo diễn điện ảnh tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Rồi chú làm trưởng phòng quản lý nghệ thuật biểu diễn Sở Văn hóa Thông tin. Sau rồi lại chuyển sang làm chủ nhiệm khoa sân khấu điện ảnh viết văn trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Cuối cùng thì làm ở Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Thì không biết là đảm nhận nhiều những cái vị trí và vai trò khác nhau như thế thì có lúc nào chú cảm thấy mệt mỏi với sự lựa chọn của mình không ạ? Có thể nói với bạn thế này, với nghệ thuật tôi không bao giờ thấy mệt mỏi. Bạn biết rồi đấy, tôi cũng đã kinh qua rất nhiều các cái cương vị khác nhau của các đơn vị khác nhau, nhưng tập trung tất cả đều là phục vụ cho nghệ thuật. Ví dụ như quản lý nghệ thuật, ví dụ như là giảng dạy của trường sân khấu điện ảnh Hà Nội, hay là làm chủ nhiệm khoa sân khấu điện ảnh viết văn của trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, tất cả cũng đều nghệ thuật. Và có một điều cao nhất đấy, và một điều mà tôi luôn luôn đam mê, đó là được thông qua những vai diễn của mình, được vui buồn, được chia sẻ những cái mất mát đau thương và những cái nói chung là hỉ nộ ái ố của các nhân vật mà mình tham gia đóng, thì đấy là một niềm hạnh phúc. Bởi vì nếu muốn làm được phim thì mà mình lại làm quản lý, thế cho nên là tôi cũng phải căn co thời gian rất chuẩn xác đấy, để mà các buổi tối hoặc là ngày thứ bảy chủ nhật rảnh rỗi là mình đi làm phim đấy. Và thường ấy thì là khi làm ở cơ quan thì tôi cũng rất hay là thức khuya, bởi vì mình phải dồn tất cả công việc của mình để mình dành một thời gian nhất định cho mình để mình đi đóng phim mà. Thế cho nên là đói quá thì cứ bánh ngọt ăn đấy, khát quá thì đấy Pepsi, Coca đấy, là cứ thế là uống. Thực tế ra lúc đó thì mình còn trẻ, mới có ngoài 40, thế cho nên là cũng không lường trước được là sức khỏe của mình sẽ như thế nào, bởi vì nó cái niềm đam mê với nghề nó thôi thúc, thế cho nên là hầu như mình quên cái việc đó. Thì bạn biết đấy, mình là người năng động, thế cho nên ngoài các thời gian ra thì mình cũng chạy lên tầng xuống tầng nói chuyện với anh em đấy, và uống cốc nước trà hoặc là nhân trần với anh em. Thế nhưng có một thời gian đang đi trên đường bỗng thấy choáng váng và tay lái loạng choạng, và cái hiện tượng đấy lặp đi lặp lại cũng rất nhiều lần. Kèm theo đó thì là thay vì mình đi nói chuyện với anh em trong lúc mà thời gian rảnh rỗi thì ngủ ngay tại bàn đấy, và ăn rất khỏe, uống cũng rất khỏe, nhưng thay vì uống nước trà thì lại bảo nhân viên của mình là đi mua Coca với Pepsi về cho mình, hoặc là pha nước đường cho mình. Nhưng mà ăn nhiều uống nhiều như thế, và bạn bè thì họ vẫn bảo rằng tại sao cậu hốc hác, da cậu xám đấy. Thế mình nghĩ, mình bảo là có vấn đề gì đâu nhỉ. Thế thì có một thời gian mình cảm thấy sức khỏe xuống, bạn bè khuyên bảo là đến đi khám đi. Đầu tiên thì mình cũng rất bước, mà thôi công việc, thay vì là đi khám thì lấy lý do là do công việc nó chồng chất, do các thứ này khác. Nhưng một lúc nào đấy mình cảm thấy mình cũng khỏe, sức kiệt thì phải đi khám thôi. Trước đi khám thì mình cũng cân lại thử xem là bao nhiêu cân. Thì so với 6 tháng trước thì mình sút mất 7 cân. Mà mình thấy là ăn vẫn khỏe, ngủ vẫn tốt, thậm chí ngủ nhiều hơn, uống rất khỏe. Tại sao được sức khỏe như thế? Thế thôi quyết định đi khám. Kết luận của bác sĩ thực sự làm cho mình choáng váng, là mình bị tiểu đường từ bao giờ không biết. Và cái chỉ số huyết đường huyết của mình ấy, là nó lên đến 15. À, dạ vâng, vậy cháu cũng vẫn còn nhớ khoảng thời gian đó. Thì lúc đấy thì chú xuất hiện trước truyền thông và báo chí với một gương mặt khá là hốc hác và tiều tụy. Thì có nhiều người đồn đoán rằng là do chú mải mê kiếm tiền, tham công tiếc việc, vừa làm quản lý nhà nước lại còn đi đóng phim vào những ngày nghỉ nữa ấy. Thì không biết là chú nghĩ sao về những cái lời đồn này ạ? Bạn nói đúng đấy, tham công tiếc việc cũng đúng thôi. Bởi vì thực tế ra cái công việc quản lý nhà nước ấy, thì nó ở một lĩnh vực rất nhạy cảm. Nhiều người làm công việc đó không ý thức được đâu. Ví dụ như là cũng hay có một cái phong bì nào đấy, các thứ được khác. Nếu như giả dụ mà anh chịu khó nhặt nhạnh ấy, thì nó cũng là có một khoản khá một tháng. Thế nhưng mà nói thật là mình không làm được như thế. Bởi vì có một cái hạnh phúc lớn nhất của một đời người ấy là thu nhập bằng chính mồ hôi nước mắt của mình.
Chính vì vậy cho nên là ngoài công việc nhà nước ra, mình cứ lao vào nhận phim và đóng phim. Bạn biết rồi đấy, từ năm 2003 cho đến 2008 là một loạt các series phim dài tập là đều có mình. Đấy, không vai ngắn để vai chính. Đấy, cho nên là vẫn phải tham gia thôi. Nhưng mà cái tham gia đó trong một cái điều kiện sức khỏe là bị tiểu đường thì làm quả là một sự vất vả. Bởi vì nói thật là sau khi mà bác sĩ kê đơn đấy và cũng cho uống thuốc tây đấy, rồi bạn bè cũng mách cho một số các thuốc bổ để tăng cường cái thể lực, thế nhưng mà đường huyết vẫn lên xuống thất thường lắm. Lúc thì nó vọt lên 10, lên 11, lúc thì nó tụt xuống 7, 8. Đấy, mình nhớ là có một lần khi quay cái phim Giấc Mơ Dài đấy, đấy mình đóng vai Trình, thế thì quay từ tối ngày thứ sáu vắt sang đến hết ngày thứ bảy, đấy là lịch quay của bối cảnh như vậy. Thế thì làm thâu đêm luôn, thâu đêm. Thế thì anh em thì cũng ban đêm thì có được ngủ nghe gì đâu, mà kể cả mình thế thôi, thì nếu mà có mệt mỏi quá thì chợp mắt đâu 5-10 phút gì đấy ngay tại ghế đấy, sau đó lại quay tiếp. Lúc chiều về thì mình bị tụt đường huyết, bị ngất, phải đi cấp cứu. Bác sĩ xét nghiệm máu thì thấy là cái chỉ số HbA1c ấy, là nó lên đến 9. Trong khi đó đường huyết là nó xuống đến đâu 2, hơn 2 một chút. Đấy, thế chính vì thế cho nên là kể từ sau hôm cấp cứu đó thì trong túi của mình bao giờ cũng có một viên đường và một gói kẹo để cấp cứu kịp thời. Vậy là sau 8 năm, tức là đến tháng 8 năm 2008 thì chú có rời bỏ công việc ở Sở Văn hóa Thông tin, chuyển sang làm chủ nhiệm khoa sân khấu điện ảnh viết văn, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Thì không biết là sự chuyển tay ngang như thế này thì có liên quan gì đến bệnh tiểu đường của mình không ạ? Không phải là tay ngang, đấy, mà là mình chuyển lại công việc cũ của mình. Thực tế ra cái môi trường quân đội nó gắn bó với mình từ mấy chục năm trước thôi. Đấy, mình trưởng thành từ quân đội. Đấy, và quân đội đào tạo cho mình. Đấy, cho nên là mình quay lại là chuyện hợp lý thôi. Cái thứ hai nữa, cái quan trọng nhất ý, thì bằng cái kiến thức của mình và vốn sống đã kinh qua, đã tích lũy, mình muốn truyền đạt lại cái điều đó cho các bạn sinh viên. Và biết đâu đấy, cái tuổi trẻ năng động sôi nổi của các bạn sinh viên đấy có thể cho mình một cái sự hài hòa cân bằng hơn trong cuộc sống, để cái bệnh trạng của mình ý, thì là nó có thể tiến triển hơn chăng. Tuy nhiên nó đáp ứng được một vài phần thôi, chứ còn về bệnh tình thì nó không tiến triển nhiều. Mình nhớ là năm 2010, tức là sau 6 năm mình bị bệnh đấy, thì cơ thể mình nó có biểu hiện y như bác sĩ dự đoán, có nghĩa là cái tê bì chân tay, rồi men gan, rồi mắt bắt đầu nó bị ảnh hưởng. Mình nhớ là có một lần vợ mình nhờ mình bê một nồi canh từ bếp xuống. Tự do vội cho nên là mình cũng không lấy cái lót tay. Mình cứ thế mình bê thôi mà cũng không thấy nóng, không thấy rát gì cả. Đấy, nhưng một vài tiếng sau thì là tay bắt đầu đỏ và mọng nước, tức là bị bỏng. Mình bảo tôi chết rồi, phải đi kiểm tra. Y rằng men gan lên rất cao. Đấy, do uống quá nhiều thuốc tây. Và lúc đó mắt bắt đầu mờ. Đấy, mình nhìn mọi vật nó như có một tấm màn xương ở trước mặt, thế cho nên là nó bắt đầu nó ảnh hưởng. Và đặc biệt đấy thì nói điều này được cười nhé, sau nhiều lần đi công tác xa nhà đấy, thì khi về thì tâm lý người đàn ông thì bao giờ cũng muốn là bù đắp lại cho vợ những tháng ngày xa vắng. Nhưng quả thật là được bất tòng tâm, bởi vì cái bệnh tiểu đường đấy nó còn mang cả tác hại cho vấn đề sinh lý nữa. Tất nhiên là vợ mình cũng thông cảm và chia sẻ cái con bệnh như mình. Thế nhưng mà đối với riêng cá nhân mình thì mình rất buồn, bởi vì vợ chồng đầu gối thái ấp trong mấy chục năm trời, bà là người hậu phương vững chắc cho mình đấy, để mình làm các công việc xã hội đấy, mà đến cái tuổi xế chiều này không chia sẻ được tình cảm với vợ đấy, thì quả thật là đấy là một điều rất buồn của một người đàn ông. Thế cho nên là mình mới nghĩ một điều, bệnh tiểu đường
nó làm cho sinh lý bị suy giảm, làm cho cái sự mong muốn của người đàn ông ấy là lực và tầm tâm mất hẳn sức chiến đấu. Dạ vâng, cháu biết là bệnh tiểu đường thì có liên quan rất là mật thiết đến chế độ ăn uống và sinh hoạt. Thì thông thường trong gia đình ấy, người phụ nữ bao giờ cũng là người giữ lửa cho gian bếp. Thì không biết là vợ chú có hỗ trợ gì mình trong quá trình điều trị bệnh tiểu đường không ạ? Có chứ. Có thể nói thế này, vợ tôi là một người tuyệt vời. Nếu như không có cô ấy thì tôi cũng không có được ngày hôm nay. Khi tôi mắc bệnh tiểu đường, cô ấy đã khóc hết nước mắt. Trước kia, khi còn trẻ, mình có những phút trao nghiêng một chút, cảm nắng một chút, và cô ấy cũng đã khóc. Từ bấy đến nay thì tôi luôn tự nhủ rằng sẽ không bao giờ để cho tình yêu của mình rò thêm một giọt nước mắt nào nữa. Thế nhưng mà cái căn bệnh tiểu đường đã làm cho cô ấy đau lòng thêm một lần nữa. Nhưng cô ấy là người phụ nữ kiên cường. Cô ấy đã nắm chặt tay tôi và nói: em cùng với anh chiến đấu với căn bệnh này. Và cô ấy tham khảo ý kiến bác sĩ, rồi lên mạng xem loại thực phẩm nào nên kiêng, loại thực phẩm nào ăn được, để cân đối làm sao đấy giảm được lượng đường trong máu của tôi, đồng thời vẫn duy trì được sức khỏe. Phải nói là cô ấy chính là bác sĩ dinh dưỡng của tôi. Nhưng đấy chỉ là ở nhà thôi. Còn những lúc đi công tác, đi giảng dạy ở xa, tôi thường xuyên ăn uống thất thường. Bởi vì bạn biết rồi đấy, đi làm phim hay đi công tác thường là tập thể, mà người ta ăn thế nào thì mình ăn như thế. Chẳng nhẽ mình ăn kiêng, ăn riêng một mình cũng không ổn. Chính vì thế cho nên khi về kiểm tra lại sức khỏe của mình thì tôi bị thêm một căn bệnh nữa là mỡ máu rất cao. Và như vậy trong hành trang túi thuốc của tôi là có thêm một loại thuốc để chữa cái mỡ máu. Và thật, trong thời gian đấy tôi suýt nữa thì rơi vào trầm cảm. Hai bộ phim gần đây gây được sự chú ý mạnh mẽ với công chúng mà có sự tham gia của chú. Đấy chính là Lựa Chọn Cuối Cùng và Cả Một Đời Ân Oán. Thì ở đây thì người ta chỉ thấy được một diễn viên mạnh cường, vừa phong độ, vừa tài ba, lại hết lòng vì những vai diễn. Thì cho cháu hỏi là có phải là chú đang kìm lại bệnh tật của mình để tiếp tục cống hiến những vai diễn không ạ? Bệnh tật không phải muốn kìm nén là được đâu. Nói thật là để mà quay lại với nghề của mình với đầy đủ sự đam mê là phải cần phải có sức khỏe, đúng không? Đấy, và đến sức khỏe trong ngày hôm nay ấy, tôi có được là nhờ vợ tôi đấy. Cô ấy sốt sắng lo lắng cho bệnh tật của chồng hơn cả tôi. Cô ấy đi tìm bạn bè để hỏi xem là có ai bị mắc căn bệnh như là chồng của mình không. Và cuối cùng thì có một người nói một sản phẩm đấy, và sản phẩm này có nguồn gốc từ Canada và rất có sẵn ở Việt Nam từ cách đây 10 năm rồi. Đấy, đây, đó là sản phẩm Body Diabetes. Và sản phẩm này thì là hoàn toàn là thảo dược. Đấy, nó có ví dụ như là dây thiều canh này, lô hội này, mướp đắng này, hạt methi này, và các nguyên tố vi lượng như là magie, kẽm, selen, chrome, acid alpha lipoic. Đấy, thế thì tất cả những cái điều đó là hoàn toàn dành cho người bị tiểu đường đấy. Và đây là sản phẩm này là vật bất ly thân của tôi. Dùng sản phẩm này ấy, thì là khi vợ tôi mang về đấy thì, và cũng không cần phải cô chỉ dẫn gì cả, bởi vì trong đây có rồi, cứ một ngày 6 viên đấy, đều đặn. Và mỗi buổi sáng thì tôi kiểm tra bằng máy, thế thì lượng đường trong máu giảm dần đấy. Và quả thật là cái sản phẩm này tốt, bởi vì là đây là sản phẩm duy nhất có nguyên tố vi lượng. Sau khi dùng Body Diabetes thì tôi không bao giờ bị hạ đường huyết một cách đột ngột nữa. Sau 2 tháng sử dụng Body Diabetes và sau 10 năm bị bệnh thì đường huyết của tôi ở mức 5.8, một cách rất ổn định. Vì vậy Body Diabetes là sản phẩm duy nhất mà tôi đang sử dụng. À, hóa ra là do sức khỏe của mình đã được đảm bảo. Chính vì thế nên là chú mới có thể tiếp tục thăng hoa được trong những vai diễn của mình, đúng không ạ? Đúng vậy. Không có sức khỏe là không có cái gì cả. Đấy, và duy trì được sức khỏe cho con người là một điều rất quan trọng. Đấy, quan trọng với tất cả chúng ta. Từ khi tôi uống Body Diabetes thì
cái lượng men gan là xuống rất thấp, mỡ máu cũng vậy đấy, và tất cả các triệu chứng như tê bì chân tay ấy, hoặc là bị mờ mắt đấy là chấm dứt đấy. Và đặc biệt bản lĩnh đàn ông được quay trở lại. Và như thế là mỗi một ngày là tôi chỉ uống có 2 viên thôi, 2 viên Bodydiabetes này thôi đấy, và không cần đến 6 viên như ngày xưa nữa đấy, và không cần đến thuốc tây. Thế cho nên là cái tác hại về gan về các thứ khác là không còn nữa. Từ khi sử dụng một sản phẩm Bodydiabetes này ấy, thì bệnh tật nó giảm dần này, và tôi thấy người khỏe ra, đặc biệt là nặng cân trở lại. Ngày xưa ấy, thì nó tụt xuống còn 67-68 cân, thế bây giờ thì quay trở lại là 75 cân đấy, và nó duy trì ổn định như thế trong mấy tháng trời đấy, như thế là vui rồi. Và đặc biệt là mình có sức khỏe thì mới đi làm phim được đấy, và cống hiến các công tác xã hội và nhà nước, ví dụ như là công việc của cơ quan đấy, và làm phim để phục vụ khán giả đấy. Thế thì tôi thấy sản phẩm này là sản phẩm rất tốt. Vâng, vậy là bệnh tật đã được đẩy lui, sự nghiệp thì tiếp tục được thăng tiến. Có vẻ như là vợ chú chính là người có công lao lớn nhất trong sự nghiệp của mình, có đúng không ạ? Đúng. Vợ tôi là một người tuyệt vời đối với tôi. Nhiều lúc mà đi làm ở cơ quan này, hay là đi đóng phim, hoặc là đi chơi gì đấy, nhiều khi tôi thẳng thốt và tôi chết rồi. Hình như mình quên mất Bodydiabetes ở nhà. Đến khi lục vào túi thì lọ thuốc ở trong túi rồi. Hóa ra là bà vợ không quên nhét cái lọ thuốc vào túi cho tôi. Đặc biệt nhé, đến giờ uống thuốc ấy, bà ấy nhắn tin hoặc là gọi điện thoại để nhắc nhở tôi uống cho đúng giờ. Đấy, vợ tôi tuyệt vời như vậy đấy. Thế nhiều khi mà vui ấy, thì tôi nói với vợ thế này: em ạ, em là người vợ cả của anh, còn Bodydiabetes chính là vợ hai của anh thôi. Vâng ạ, cảm ơn chú.